Ok, chào bạn, mình là Gà đây và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game là Bubblegum Simulator, cái phiên bản update thứ 20. Phiên bản update thứ 20 này là một phiên bản kỷ niệm 300 triệu lượt visit, nó có tên là 300M Event nha các bạn. Là một cái lời cảm ơn của admin game của tựa game Rumble Studio, của cái studio này dành cho những người chơi đã giúp cái tựa game này đạt cột mốc là 300 triệu lượt visit. Và các bạn hãy cùng với mình xem là trong phiên bản này sẽ có gì nha, chắc chắn nó sẽ có một cái event rồi. Và event này chỉ diễn ra trong một tuần thôi, một cái trứng mới có tên là R300M Event S. Với cái trứng này chúng ta có thể sổ lên tới 1, 2, 3, 4, 5, 9 con pet các bạn. Và đây nè các bạn, đây chính là cái trứng 300 triệu S. Và các bạn thấy một điều ha, ngay hôm bữa, tại vì cái cập nhật này ra cũng được 2-3 ngày rồi, ngay cái bữa cập nhật mình vào mình đã quay tầm khoảng vài ngàn trứng, thấy không? Vài ngàn trứng hơi quá, gần 1 ngàn trứng các bạn, 800 mấy nè. Đây mà thấy mình đang là 1888 trứng. Ở cái video trước của mình á, để làm về tựa game này update 18 thì phải, thì mình đã mở qua cột mốc 1.000 trứng, bây giờ mình đang là 1888 trứng. Do đó mình đã mở khoảng vài trăm trứng ha. Và các bạn thấy ở đây chúng ta có tất cả là 1, 2, 3, 8 con bet luôn. Chỉ còn duy nhất một con bet cuối cùng là 0.0025% là mình chưa mở được thôi. Bởi vì nó rất là khó, khá là khó luôn các bạn ơi. Nhưng mà mình đã mở được hai con bet xịn thứ nhì và thứ ba của cái trứng này. Đó là con bet 0.2% và con bet 0.016%. Ghê chưa, các bạn thấy mình may mắn chưa? Lần đầu tiên trong lịch sử của mình mở một cái trứng nào đó mà ra được cái con bet gần cuối các bạn, là con bet 0.016% nè. Còn cái con bet là 0.2% này thì khá nhiều người mở được rồi, không phải chỉ riêng mình ha. Rồi, thì hai con bet các bạn đang thấy đây, hai con bet. Một con là 300M Sharpen và một con là 300M Elemental đó bạn. Đó, khá là xịn sò luôn, đã mất tiêu rồi đây. Khá là ngầu luôn, một con bet nguyên tố các bạn, lần đầu tiên mình mở được một con bet Elemental luôn á. Dạ bạn. Rồi ok, thì chúng ta sẽ có một cái store mới ở bên cái bãi biển nha. Rồi có những cái flavor mới, và những cái gom mới tức là ba lô, cũng như là cái flavor tức là giúp chúng ta thổi bong bóng nó nhanh hơn. Và những cái này mình cũng không quan trọng lắm, bởi vì bản thân mình không chơi từ game này nhiều, cũng không có cày cuốc nhiều như là từ game mining trước đây. Do đó mình chỉ review cho các bạn thôi. Cái gì vậy? Thanh niên này bị gì vậy? Em muốn tắm nắng hả em ơi? Rồi, The Big World đó bạn. Mình sẽ qua bên đây mình coi nha. Cái shop mới nó sẽ nằm bên đây. Tương lai thì admin game nói là sau cái phiên bản này là phiên bản update thứ 21, nó sẽ có là Pit Head. Tức là bên bãi biển này sẽ có những cái rương mà mở nón các bạn, cho chúng ta những cái chỉ số sức mạnh về cái shield. Cái shield tức là đơn vị tiền tệ ở bên khu vực bãi biển này cho các bạn mở trứng nha. Đây là cái khu vực mới này, cái gom store đó bạn. Buy it. Nó có cái flavor chỉ có 3 cái thôi, Pineapple, Orange, Ice Cream và khá là mắc luôn. Từ 950 triệu coin cho tới 19 tỷ coin. Really man, cái gì mà căng vậy. Và cái gom là cái ba lô các bạn, nó cho chúng ta là từ 320 triệu coin cho tới 1 tỷ coin. Và cái tựa game này á, ngay từ thời điểm ban đầu khi mình chơi rất là lâu rồi, mình đã mua game pass là Infinite Backpack các bạn. Do đó thì mình chỉ quan trọng tới cái việc là nếu có mua thì mình chỉ mua cái flavor thôi. Rồi ok, thì bây giờ mình không nói nhiều nữa, mình sẽ cho bạn coi về chỉ số sức mạnh của hai con pet xịn nhất, gần là xịn nhất mình có được. Đầu tiên là cái con 300M Elemental bạn. Ở cái cấp 2 nha, cấp 2 thì cũng không hơn cấp 1 bao nhiêu đâu. Nó cho chúng ta cái gem nhân tới 32.828. Ghê chưa, nhân tới hàng ngàn rồi các bạn. Cái coin là 4.322. Cái siêu nha, những cái con bet 300 triệu này nó sẽ liên quan tới cái khu vực là bãi biển. Vì tương lai chắc chắn là bãi biển sẽ được cập nhật khá là nhiều, giống như là khu vực The Toy Land nè. Rồi khu vực ban đầu ha. Thì cập nhật tiếp theo nữa của tựa game này sẽ chủ yếu tập trung về bãi biển. Cho nên những cái trứng mà liên quan tới 300 triệu này, nó sẽ liên quan tới bãi biển, cho chúng ta cái shield rất là nhiều nè. Cái thứ hai mình có một con là 300M Sharpen. Con này thì nằm ức tầm trung thôi. Nó cho chúng ta khoảng 1.325 gem, 415 shield và 755 tiền nha các bạn. Những con này là mình có thể max nó vào cái team là cộng shield á. Bởi vì cái team cộng shield của mình rất cần những con pet có cái chỉ số nhân shield này khá là nhiều nè. Bây giờ mình sẽ đi gom một số cái gem nè. Để đi gom một số cái gem thì mình sẽ bấm vào cái pet này. Rồi, trang bị cho mình cái team có cái chữ số gem là cao nhất, equip nha các bạn. Rồi ok, sau đó thì mình sẽ coi về chỉ số. Con này 1.001 nè, con này 1.004 nè, con này 1.001 nè, con 1.001 nè. Thì mình sẽ xóa một con 1.001 xuống, tắt con này xuống nha, unequip nó xuống. Con này 1.001 luôn, unequip nó xuống. Mình sẽ cho hai con pet Elemental ra, hai con pet 300 triệu ra. Hai con pet đó cho chúng ta cái chỉ số gem khá là nhiều luôn, 1.325 gem đó bạn. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ có cái con pet đâu rồi, 3.828 gem. Ok, tiêm nha. Và mình sẽ gọi là mình sẽ remove cái gem mình đi, remove cái này ha, mắc một cái tiêm mới, đặt tên là gem nè. Ok, equip đấy.
4 combat nha các bạn. Mỗi người chơi trong từ game này là có thể sâu được 4 combat. Mình sẽ qua vùng đất đầu tiên nha để ăn cái rương này. Rương này có tên là Skychest. Cái rương Skychest cho chúng ta là 37 triệu tiền. Wow. Và vùng đất thứ tư, thứ năm nha. Vùng đất thứ hai, thứ ba thì sẽ không có gì đâu. Vùng đất thứ tư, thứ năm sẽ cho chúng ta một cái rương gem. Cho bạn nào chưa biết chơi thôi. Chắc chắn các bạn đã biết chơi từ game này lâu hơn mình rồi. Bam. Holy moly, nhiều tiền nha. Vô vô vô. Mình sẽ qua bên đây để mình đổi tiền nha. Hiện tại thì vẫn chưa có vùng đất mới cho nên chúng ta vẫn chưa cần cái số coin. Bên mình sẽ đổi coin nha. Bên đây là 5 coin, chúng ta sẽ lấy thành 1 gem. 9 triệu gem tương đương với lại khoảng 45 triệu coin. Đi thôi, đi thôi. Ăn nào. Wow, một cái cục kim cương chúng ta 184.000 gem. Cực kỳ nhiều. Vùng đất thứ năm này nó cũng sẽ cho chúng ta một cái rương với bạn. Cái rương Voidjet này để xem là bao nhiêu đây. 276 triệu gem cho một rương. Với cái dàn bet như thế này. Khu vực này là khu vực kinh nghiệm nha các bạn. Bạn nào mà chưa chinh phục được khu vực này thì các bạn cứ chinh phục đi, bởi vì nó nằm ở trên đầu nha. Tức là từ khu vực hồi nãy, khu vực cho chúng ta một cái rương Voidjet, các bạn nhảy lên trên nữa thì các bạn sẽ tới được khu vực XP Land này. Và cái rương bự nhất trong tựa game này đó là cái rương XP Jet các bạn, cho chúng ta 25.000 kinh nghiệm. Những combat mình đã lên được cấp 2 rồi. Những combat càng xịn đó thì kinh nghiệm chúng ta cần đó, nó rất là nhiều. Mình đang có hiện tại là 730 triệu các bạn, 730 triệu gem. Để có pet mình còn nhiều không ta? Cái slot mình còn khoảng gần 100 slot nữa. Boost mình còn không ta? Boost mình còn là mở trứng nhanh hơn nè. Engrave Lucky nè. 54 robot đúng không? Mua. Hôm bữa là mình có mua một cái là nhân 2 Engrave Lucky này. Mình không mua cái bát Lucky các bạn. Mình mua cái nhân 2 này. Mình mua một cái Better Shiny. Và mình kiếm được 8 con pet như thế này. Thử nha. Cái trứng này nhìn giống như là cái que kem vậy các bạn. Nó khá là giống que kem luôn. Chỉ còn một trứng duy nhất thôi. Cái trứng này gọi là cái gì Queen á. Cái gì Queen Elemental mình không biết nè. Một cái con hoàng hậu khá là bự ha. Con bé nó khá là to luôn. Mình đã mua Game Pass mở 3 trứng ở trong cái video trước rồi. Tỷ lệ rất là thấp luôn các bạn. Mình còn 100 slot đúng không? 100 slot với lại một lần mở 3 trứng như vậy mình hay mở được 30 lần. 300 là 300. Dạ mang tiền. Nói chung cái tựa game này các bạn vào các bạn tham gia zone game chung với mình thôi, các bạn cũng đừng cho mình pet nếu các bạn mạnh. Mình biết là tựa game này rất nhiều bạn mã mạnh rồi, mở được pet xịn rồi. Mà chủ yếu là mình vào review thôi các bạn. Rồi, nói chung là mình không có gì cả. Rất nhiều con pet số luôn, không 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 không. Những con pet này thì nó khá là cùi các bạn. Chỉ số nó chỉ tầm khoảng vài chục thôi. Một tiếp lơ khoảng vài chục thôi, nó không có nhiều ha. Do đó mình sẽ xóa đi. Xóa hết tất cả. Xóa hết tất cả đâu. Cho nó trống bớt các bạn. Mình xóa không biết bao nhiêu lần rồi đó. Xóa. Cái con Mighty Dragon này thì nó cũng không có xịn lắm ha, cũng 175 thôi. Bây giờ mình sẽ qua khu vực bãi biển. Để qua khu vực bãi biển thì chúng ta sẽ đổi thành một cái team gọi là team gem các bạn. Equip. Ồ không phải, cái team shield chứ. Team shield. Team shield rồi mình sẽ trang bị 2 con pet vô nha. Bởi vì chỉ số các bạn thấy không? 348, 376, 247 và 239. Xóa hai con thấp nhất 239 nè. Trang bị hai cái con là Elemental này vào 1327 và 432. Đấy các bạn thấy chưa? Khu vực này nghe nói là có một số cái rương mới thì vậy. Không biết có hay không nhé, mình sẽ thử mình qua từ rồi. Vô đây. Ba ba ba. Siêu siêu 19.000 siêu. Khu vực này có một cái nơi á là để chúng ta reward đổi thưởng á. Mình chưa có mở hết nữa. Bây giờ đi gom tiền thôi. Đi gom tiền để mở ha, để xem là mình sẽ mở thêm được bao nhiêu slot. Cái khu vực bãi biển này cho chúng ta một cái nơi mở thưởng là 150 slot nha các bạn. Rất là nhiều. Khu vực thứ hai này là gì? Từ từ đi. Mình sẽ đi lùi nha. Khu vực thứ năm trước. Cái rương này là Seachest các bạn. Seachest 37 triệu. Hình như nó mới cập nhật thêm một vài rương nữa các bạn. Quá trời luôn. 81 triệu rồi nè. Thiệt ra các bạn thấy 81 triệu như vậy thôi chứ mở cái slot giải thưởng á vài slot là hết trơn rồi. Ở đây thì sẽ có một cái rương nữa các bạn. Seachest 17 triệu. Ok. À mình nhớ rồi, một khu vực sẽ cho chúng ta là đổi từ gem sang shield, một khu vực sẽ cho chúng ta là cái reward. Mình sẽ đi tới khu vực reward nhé. Bên khu vực này thì những cái trứng mình cũng không cần mở nữa đâu. Này exchange nè. Như vậy khu vực thứ hai là cho chúng ta cái reward rồi. Trước tiên là mình sẽ lượm những cái này đã. Lượm. Rồi. Hôm bữa là mình mở tới đâu rồi nhỉ? Slot thứ 60 à. Slot thứ 62 mình sẽ có một combat đó nè. Ok. Oh, combat này mình có rồi. Cái combat vuông vuông mình có rồi. Đây đó các bạn. Con này có tên là Blue Block. Đây mình có một con cấp 5 rồi đây. Tiếp theo đó chúng ta sẽ mở tiếp nha. Slot thứ 65 mình lại có một combat nữa à. Ghê vậy.
65. Ok. Con này tên là Awa Pegasus. Holy moly. Con này cũng xịn với này, 585 nè. 585 nó xịn hơn cái con này rồi. Awa Butterfly nè, bye bye nha. Awa Pegasus vô các bạn. Hình như con Awa Pegasus này cũng là một trong những con pet mà chúng ta phải mở trứng nó mới ra được. Con này là gì đây? Marshmallow và 348. Ôi, ta sẽ kiếm một con pet xịn hơn để ta thay thế vị trí của ngươi. Ngươi hãy chờ đấy. Slot tiếp theo là... Oh my goodness, 74 á. Không đủ rồi các bạn. Không đủ tiền rồi. Ấy, không có đủ tiền luôn. Tại vì mình thấy là cái slot 74 nó cho chúng ta một con pet elemental nè. Mình chỉ mới tới 70 thôi. Không sao. Chắc chắn chúng ta chỉ cần một lần mở rương nữa là có thể mở được con pet đó rồi. Đấy, thì cập nhật của phiên bản pet thứ 20 chỉ như vậy thôi các bạn. Và mình vẫn còn một con pet nữa. Không mở được. À, và thêm nữa mình thấy YouTuber nước ngoài như là Bruce Play nè, Defi Play nè, họ đã có một cái video để review một con pet champion các bạn. Không biết con pet đó là nhận thưởng hay cái gì đó. Không có ra ta. Tại vì mình có coi sơ sơ thôi, mình không biết là con pet đó bắt nguồn từ đâu các bạn. Một con pet đó sẽ dạng hình một cái cúp ha, và bên trên cái cúp đó nó sẽ có một vài con pet nhỏ, như là trang trí bên trên á. Chỉ số cho chúng ta là khoảng 7.000 xem, rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ mở lên 2.000 trứng nha, 1.969 trứng rồi. Mở lên 2.000 trứng. Và chúng ta sẽ kết thúc video tại đây. Mua game pad các kiểu, mua boot các kiểu mà vẫn không ra. Nhưng mà ra được cái con gần cuối cũng là hay rồi. Oh, 397, really man. Oh my goodness, ra được một con nữa nè các bạn. Giá mà mình ra được một cái con 300 triệu serpent mà shiny nha. Chắc là sẽ bá đạo lắm. Đỡ tốn 10 con các bạn. Đây, mình lại có một con serpent đây các bạn. Giả mang 400-415 á. 415 thì mình sẽ in đi clip này xuống. Và chọn hai con serpent ra. Hai con serpent, một con elemental, một con Awa Pegasus. Chúng ta còn khoảng 3 lần mở trứng nữa nha. Cái trứng thứ 2000 là con gì? Trời ơi, nó là một cái con số 0 các bạn. Một con số 0 tròn chỉnh, không là gì cả. Rồi, xóa luôn. Nothing, I have nothing. Mình sẽ thay đổi cái team của mình nha. Bằng cách là xóa cái team siêu này, remove. Và thêm một cái team siêu mới khá là xịn sò luôn, siêu. Đấy. Ok, thì vừa rồi trong video này mình đã review với các bạn về cái tựa game Bubblegum Simulator phiên bản update thứ 20. Kỷ niệm 300 triệu lượt visit của tựa game này. Và hy vọng bạn thích video này nha. Đừng quên để lại một like và đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông cái ding để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nhất nào của mình mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào.